đi hết rồi. Đây chỉ còn nữ du khách miền Nam với cả xe thồ thôi. Mùng 7 tháng 5 ạ. Mùng 7 tháng 5 chính thức. Có giữa bên ở ngoài đường xe thành phố nha. Người dân không được vào xe nữa. Người dân không được vào xe nữa. Chỉ tập mới được vào thôi. Đúng rồi, đẩy xe thổ nắng nóng lắm. Đẩy xe thổ vất vả lắm. Các khối đang đứng ở đây nha. Các khối đang đứng ở đây. Tính thức cũng duyệt ở đây và đi cả ở ngoài ngoài đường nhá, ngoài đường đi chia ra hết chứ không phải đi một đường đâu, không phải cấm đường từ đầu thành phố luôn. Tập luyện vất vả. Một bài năm em có nha, em có nha, xe thổ đấy có đứng ở kia. Mà đang tập luyện thôi. Xe thổ đây. Chính thức vào hôm 17 tháng 5 bạn ơi. Chính thức 17 tháng 5. Xe thổ đấy. Cái cổ nhọc mà nặng quá.